Nam Mét Tê, rất vui được chào đón quý vị đến với kênh Yoga Thí. Và mình là Thí. Và hôm nay Thí chia sẻ bài tập hỗ trợ phục hồi chứng giãn tĩnh mạch ở chân. Bài tập này với những tư thế rất là chậm, dễ, nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả cho những ai đang bị giãn tĩnh mạch chân. Thì có thể xem video này và tự tập theo tại nhà. Và trong lúc thực hành, nếu có câu hỏi nào liên quan đến bài tập, yêu cầu bài tập, góp ý thì hãy để lại dưới bình luận cho Thí. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ kênh để chúng ta có thể cùng tập yoga với nhau mỗi ngày. Và bây giờ Thí mời quý vị bắt đầu vào buổi tập cùng với Thí nha. Rồi, ngồi lưng thẳng lên, nghiêng cơ thể sang phải sang trái, hai mắt nhắm lại một chút xíu. Mình nhúc nhích cơ thể của mình và hít thở sâu trong 3 hơi thở. Hít vào và thở ra. Hít vào bụng căng, thở ra bụng xẹp. Hít vào bụng căng và thở ra bụng xẹp. Và cứ tiếp tục hít vào thở ra. Trong lúc thực hành, trong lúc di chuyển cơ thể của mình, luôn chú ý vào hơi thở của mình. Khi tập mình sử dụng hơi thở thì tự động các nhóm cơ nó sẽ mềm ra, cơ thể mềm mại và khí huyết lưu thông tốt. Rồi bây giờ mình nghiêng phải nghiêng trái, vẫn hít thở nè. Nghiêng phải, ấn cái chân xuống, ấn cơ thể xuống chân phải, gặp cái mũi chân trái, co nhẹ cái đầu gối trái đó. Nghiêng trái, ấn cơ thể mình xuống chân trái, gặp nhẹ cái đầu gối, nhấc cái mũi chân phải, nó cứ vậy đó. Nghiêng phải, gặp chân trái, nhấc gối trái. Nghiêng trái, gặp chân phải, gặp mũi chân phải, nhấc gối phải, nó cứ như vậy. Thở chậm, 5 4 3 2 1. Và chậm rãi nhẹ nhàng xoay vòng tròn cổ chân của mình đi, duỗi căng xoay vòng tròn, 5 4 3 2 1. Và xoay vòng tròn ngược chiều lại, 5 4 3 2 1. Chậm rãi nhẹ nhàng vũ cho mềm chân mình, chống cái chân phải lên, mở nhẹ cái chân trái ra một chút để cho mình có một cái thế ngồi thoải mái. Chống chân phải lên, hai tay mình ôm lấy đùi phải nè, bắt đầu nâng cái chân phải cao lên, thở ra hạ xuống. Đó, ôm lấy cái đùi phải, nâng cái chân phải cao lên, gặp mũi chân một cái, thở ra hạ xuống, nâng chân phải lên, thở, hít vào lên, thở, hít vào lên, thở, hít vào lên, thở, 3 lần nữa, hít vào lên, thở, hít vào lên, thở. Và lần này mình giữ lại luôn, hít vào lên, giữ ở đây, rồi cái tay mình giữ vào cái cổ chân nè, rồi mình giữ ở đây nha, nhúc nhích tìm cái thế ngồi cho thoải mái, giữ ở đây, kéo nhẹ cái chân của mình, 5 4 3 2 1. Sau đó nè, giữ y cái chân mình vuốt nè, từ cái cổ chân mình vuốt xuống cái bắp chân á, ôm nè, các ngón tay mình ôm dưới bắp chân mình vuốt vậy nè, cứ giữ vuốt xuống vậy nè. Cái chân mềm mại vuốt giữ ở đây, 5 4
3 2 1. Sau đó co nhẹ cái chân phải lại, nhúc nhích nè. 5 4 3 2 1. Sau đó khép cái chân trái lại, muốn xoắn cái chân phải qua bên trái nè. Đó, xoắn ngược cơ thể mình sang bên phải và giữ. 5 4 3 2 1 và chậm rãi trả về. Rồi thả lỏng cái chân ra. Và tiếp tục dưới chân trái, mở rộng cái chân phải ra một chút để mình tìm cái thế ngồi thoải mái. Rồi hai tay ôm lấy cái đùi phải, đùi trái, nâng cái chân trái lên, thở, hít vào 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 lên, thở. 3 lần nữa, hít vào lên, thở xuống, hít vào lên, thở xuống, hít vào lên, giữ là đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi cái tay mình hít vào lên, tay nắm vào cổ chân, kéo nhẹ chân nè, giữ là đây. 5, 4, 3, 2, 1. Và vuốt nè, đó, dùng tay mình vuốt nè, từ cái cổ chân xuống đến khớp gối, vuốt từ cổ chân xuống khớp gối. 5 4 3 2 1 và chậm rãi nhẹ nhàng ôm nhẹ, co nhẹ cái chân trái lên và giữ là đây. 5 4 3 2 1. Sau đó xoắn nè, bước cái chân trái qua bên phải, xoắn nè, xoắn ngược cái lưng mình qua bên trái, giữ là đây. 5 4 3 2 1 và chậm rãi nhẹ nhàng về lại, duỗi chân mình ra, nhúc nhích nè, lắc lắc, gập mũi chân, hít vào, nắm lấy mũi chân, thở ra ép nhẹ cơ thể mình xuống, hít lên thả lỏng, hít vào, thở ra, kéo nhẹ cái mũi chân về gập cơ thể mình xuống, lên thả lỏng, hít vào, thở ra. Hai lần nữa, lên thả lỏng, hít vào, thở ra, gập cơ thể xuống, lên thả lỏng. Rồi lần này hít vào, giữ ra đây. 5 nghiêng cơ thể sang phải sang trái nè. 4 3 2 1 và chậm rãi nhẹ nhàng nè, co chân ngồi xổm lên. Rồi hai cái tay mình chống ra phía trước nè, ngồi xổm lên, mở hai cái chân rộng ra, bắt đầu thẳng cái chân lên, nhón nhẹ cái mũi chân mình lên, rồi thở ra ngồi xổm xuống, đi thật là chậm, hai cái tay chống nè, thẳng cái chân lên, sau đó mình nhón chân càng cao càng tốt, nhón thẳng lên, thở ra hạ ngồi xuống, lên thẳng cái chân, đạp thẳng cái chân, nhón chân lên, thở ra hạ ngồi xuống. 3 lần nữa, đạp thẳng chân, nhón lên, nhón càng cao càng tốt, thở ra hạ, hít vào lên, nhón, thở ra hạ. Lần này giữ lại, lên nhón cái chân của mình lên và giữ lại đây. 5, nhón đưa hết lực vào đầu các ngón chân. 4 3
hai, một và chậm rãi nhẹ nhàng thở ra hạ xuống, quỳ gối xuống thở hết hơi ra ở đây, đưa hơi vào thở ra. Rồi bắt đầu giữ là đây. Chúng ta bắt đầu đi chân phải trước, chỉnh hai cái tay mình giữ chặt, giữ cơ thể, giữ thăng bằng cơ thể. Bắt đầu đạp thẳng cái chân phải ra, gặp cái mũi chân. Nhớ lưu ý gặp cái mũi chân vào. Thấy căng cái bắp chân, đẩy cái gót chân xa ra bắt đầu nha. Mình đạp thẳng nè, đạp thẳng cái gót chân ra, gặp cái mũi chân vô. Co cái gối nè, nhẹ cái gối đạp thẳng. Đưa cái gót ra, thấy nó căng cái bắp chân và cái gót chân. Co nhẹ, duỗi đạp thẳng ra. Co, đạp thẳng ra. Co, đạp thẳng. Co, đạp thẳng 3 lần nữa. Co, đạp thẳng cái mũi, cái gót chân nha, đạp thẳng cái gót nè. Co, đạp thẳng cái gót ra. Co, đạp thẳng và giữ lại đây. 5, gót chân, căng cái gót chân và bắp chân của mình. 4, 3, 2, 1. Sau đó đặt nè. Lưu ý đặt cái mũi chân xuống. Đặt cái mũi chân, ấn mạnh cái gót chân ra, đẩy gót chân xa ra nè. Đó, đẩy cái gót chân mình xa ra cho nó căng bắp chân, giữ lại đây. 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra, co gối trái, nằm nghiêng người mình sang trái luôn. Bắt đầu xoay vòng tròn cái chân nè. Vừa khớp gối, vừa chân. Lúc này thì cái chân mình duỗi nha. Xoay vòng tròn cái chân, co tới phía trước, duỗi mở ra phía sau. Cái chân duỗi mũi chân, mềm cái chân. 5, 4, 3, 2, 1. Lại giữ ra đây, nâng chân lên giữ ra đây, tay mình ôm lấy cơ đùi rồi thả lỏng cái bàn chân, xoay vòng tròn giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Và thả lỏng nhẹ nhàng thư thái cái chân phải, rồi đến chân trái. Xoay nhẹ, bắt đầu cái chân trái mình chỉnh tay chân thoải mái, cái chân trái đạp thẳng ra, gặp cái mũi chân vô, thấy nó căng cái gót chân và cái bắp chân. Co nhẹ, đạp thẳng cái gót chân. Co, đạp thẳng. Co, đạp thẳng. Co, luôn gặp cái mũi chân vô, đạp thẳng, thở chậm. Co, đạp thẳng. Co, hít thở đều. Đạp thẳng. Co, đạp thẳng. Co, đạp thẳng. Co, đạp thẳng 2 lần nữa. Co, đạp thẳng. Co, thẳng giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Đặt cái mũi chân nè. Thấy cái mũi chân mình gặp vô không? Bắt đầu cái chân nó căng hết cái bắp chân nè. Mình đẩy nè. Rồi cảm nhận cái bắp chân đi. Năm, nó căng hết cái bắp chân của mình. Đẩy, gặp cái mũi chân, ấn cái mũi chân vào, đẩy cái gót. Đẩy cái gót như mình muốn ấn cái gót xuống vậy đó. Như mình muốn ấn cái gót xuống như vậy nè, mà mình chưa ấn, mình đẩy như vậy nè. Gặp sát vô và thẳng cái chân. Chân thẳng nè. Đó, 4, 3, 2, 1. Và tiếp tục như vậy. Mình nằm nghiêng sang bên phải, thoải mái nhẹ nhàng. Rồi bắt đầu mình xoay nè. Bắt đầu mình xoay nè. Xoay tròn. Mềm mại cái chân. 5, 4, 3, 2,
một, rồi lên lại giữ cái chân này, tay ôm chân, thả lỏng cái cổ chân, xoay vòng tròn nhẹ và thả lỏng cái cổ chân ra, hít thở chậm ở đây, 5 4 3 2 1, và chậm rãi nhẹ nhàng mình nằm dài xuống luôn, rồi giữ cơ thể ở đây, hít thở chậm, lắc lắc đi. Rồi bắt đầu mình nè, tay mình ôm cái đùi phải, mình đạp xe đạp nè, đạp thẳng lên, đạp xe đạp. Nếu mà chân mình yếu á, mình dùng lực tay mình chịu lại nè, đạp xe đạp đi. 5 4 3 2 1, chậm rãi hạ chân xuống, đạp ngược chiều lại nè. 5 4 3 2 1, sau đó hai bàn chân áp lại với nhau, tay này nắm lấy nè bàn chân nè, mở cái chân mình mở rộng ra, rồi co hai bàn chân áp lại. Tốt hơn nữa thì mình sẽ nắm vào gót chân nha. Những lần sau mình tập á, tốt thì mình sẽ nắm vào gót chân. Còn mới á, cái chân mình nó còn cứng, nó còn chưa có khỏe, nó đau nhiều thì mình nắm ở ngoài bàn chân như nè. Mình mở nhẹ, rồi khép. Mở nhẹ, rồi khép. Mở nhẹ, rồi khép. Mở nhẹ, khép. Mở nhẹ giữ ra đây. Tốt hơn thì mình sẽ căng thẳng cái chân của mình luôn nha. Đó, chưa có căng được, chân yếu thì mình co một chút mình chịu. Đó, mình thả lỏng cái cơ chân bên trong ra, giữ 5. Tốt hơn thì đạp thẳng, 4 3 2 1. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Co hai cái chân lại, đặt xuống nè. Đặt hai bàn chân xuống, bắt đầu mình nhịp. Hai cái tay đặt lên bụng. Giữ là đây, 5 4 3 2 1. Duỗi chân thả lỏng, lắc lắc cho mềm chân mình ra. Bắt đầu hai tay dang ngang, đá chân phải lên, ép qua bên trái, trả về. Đá chân trái lên, ép qua bên phải, trả về. Đá chân phải lên, ép sang trái, trả về. Đá chân trái lên, ép sang phải, trả về. Thở chậm 3 lần nữa mỗi bên. Mình tốt hơn á, mình đá lúc những lần sau cái chân mình hết đau rồi đó, mình đá, mình cố gắng giữ cái chân cho thẳng. Đó, còn nếu mà cái chân mình nó mới còn đau thì mình đá vừa thôi. Mình đá làm sao mình cảm thấy thoải mái. Khi chân hết đau rồi thì mình bắt đầu mình ép chân mình nó vào cái tư thế. Đá nè, ép nè. Thêm lần nữa trả về, đá nè, ép nè. Rồi lần này nè, đá nè, giữ ra đây, vẫn kéo cái chân giữ, 5 nhúc nhích cái cổ chân, 4 3 2 1, ép sang bên phải, xoắn cơ thể, ép sang bên trái, xoắn cơ thể sang phải, giữ lại, 5 4 3 2 1, và chậm rãi trả về. Rồi đá chân trái lên, giữ ra đây nè, thả lỏng cái cổ chân, giữ, 5 kéo, 4 3 2 1, rồi ép sang bên trái phải, mắt nhìn ngược lại, 5 4 3 2 1, và chậm rãi nhẹ nhàng lên lại.
Nâng hai chân lên giữ ở đây thư giãn. Rồi các cô bác anh chị, chân mình đau yếu không thể giữ như gì, mình không thể giữ tự nhiên như gì được, thì chúng ta cần một cái sợi dây. Chúng ta cần một cái sợi dây hay khăn như gì đó. Rồi cứ gặp cái mũi chân và cái tay mình, giữ vào đầu khăn, giữ cái chân ở đây thư giãn. 5 4 3 2 và giữ ở đây thư giãn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và chậm rãi nhẹ nhàng. Rồi thả lỏng cái chân mình ra, cứ gập vậy nè, thả lỏng gập hai cái gót chân vào mông, thư giãn cơ thể, thư giãn khớp gối bắp chân, thư giãn cổ chân. 5 4 3 2 1 kéo giãn tay, ép hai gối sang phải, giữ ở đây. 5 4 3 2 1 đổi bên. 5 4 3 2 1 trả về, duỗi thẳng chân nè, thẳng chân thẳng tay, lắc 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 nè, chân tay lắc lắc, hít thở chậm ở đây. 5 duỗi mũi chân ra, rút cái cơ bụng cơ chân lại. 4 3 2 1 và chậm rãi nhẹ nhàng. Và lúc này cũng có thể để cho cơ thể mình chìm sâu vào thư giãn. Và bài tập của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, luôn cùng tập yoga với Thúy. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chia sẻ tiếp theo. Và đừng quên nhấn chia sẻ bài tập cũng như đăng ký kênh nếu quý vị chưa đăng ký. Một lần nữa Thúy chân thành cảm ơn. Mình đâu có tiếc chi mà nhớ mình, đâu có mong chi mà mơ. Từng giây phút phút giây đổi mới, mình duyên biết có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi bao cơn nghèo đói. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân tràn điềm cuộc đời. Mình đâu có tiếc chi mà nhớ mình, đâu có mong chi mà ngờ. Từng giây phút phút giây đổi mới, mình duyên biết có chi đâu mà ngờ.